Cả yêu của tôi chắc giờ đang rất mong tôi là người hạnh phúc nếu như được trở về. Tôi ước mơ một mai khi về thăm cô hương, tìm lại bóng dáng xưa bấy lâu nay. Xin chào các bác và anh em. Đấy. Em lên sóng test một cái bộ dàn cực kỳ là nói chung là phân khúc phổ thông, cực kỳ rẻ, và thứ hai là chất âm rất là ấn tượng. Có thể dàn này sẽ đạt tiêu chí ngon bổ rẻ cho tất cả các bác và anh em nhé. Đấy, các bác nào thích gọi là ngon bổ rẻ. Thì trước thì các bác hay hỏi em, hay bảo là không có, nhưng mà thực ra thì cũng có. Đấy, hôm nay em về được một bộ như thế. Ngon bổ rẻ luôn, đúng tiêu chí của anh em. Tiếng rất là hay luôn. Bộ này hình thức nó luôn là không được đẹp đấy, như em đang quay. Không được đẹp lắm các bác nhé, cũng không xấu, cũng không được đẹp lắm. Dòng này cực kỳ phổ thông luôn, mà tiếng rất là ấn tượng, mà chơi đa năng luôn, đa thể loại nhạc được. Ngoài cassette em không test, thế còn các chức năng còn lại chạy ok hết. Đây em test chức năng line điện thoại, cân đối điện thoại máy tính với cổng 3.5. Rồi em sẽ mở lớn thanh anh nghe, tiếp tục nghe nhé. Bát cực hay luôn, cực tốt luôn. Sao giờ quên đi, nụ hôn ta trao đến nhau, sao giờ phải mau. Để anh cô đơn mãi đây, sao người hững hờ. Người quên đi tiếng yêu xưa đã hẹn thề. Ngày nào ta trao đến nhau bao lời yêu thương, cầm tay em anh ước mơ không rời xa nhau. Rồi ok, đó là chức năng chơi điện thoại. Em sẽ test rằng chức năng chơi đĩa. Em sẽ test MD trước, em đã bỏ mấy cái MD vào trong này rồi. Đấy, MD đã chơi rồi các bác nhé. Đây MD đây. Chuyển bài này. Đấy. Em sẽ test sang những CD. CD này. Rồi CD đã chạy. Đấy, CD đã chơi. Rồi ok. Em test sang chức năng nữa là chức năng FM. Nói chung con này rất nhiều chức năng, và các chức năng hiện tại nó đang hoạt động hoàn hảo. Mỗi cái băng cassette này em có băng em test thôi, bỏ qua. Và thường là những cái băng thì đa số nó về thì nó thật là dây loa nó chắc chắn sẽ bị trùng, thì em sẽ không test nữa. Bởi vì mình cũng không dọn đến cái băng. Đó. Rồi, chuyển sang chế độ đài. Anh em ấn nút FM cho em. Sao giờ phút. Đây. À, chưa dò sóng đúng không? Mình sẽ dò sóng lên sóng 100. Đấy, con này hình thức của nó thì không được đẹp lắm, nó vài cái vết xước sát ở xung quanh loa thôi, nó không nhiều nhưng nhìn nó cũng không được thực sự hoàn hảo. Cho nên giá em để sẽ cực tốt cho các bác nhé. Em sẽ công bố giá ở đoạn cuối video, anh em cố gắng cứ xem hết video anh test đi, để mình biết thao tác các thứ rồi thì mình nắm được cái tình trạng nó cụ thể hơn. Cũng mất khoảng 5 phút của các bác thôi, cũng chả mất nhiều đâu. Ừ, quá mất rồi. Đây. Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Dương khuyến cáo, đừng coi việc phòng đấy cháy là của lực lượng chức năng. Và muốn bắt em, các bác cắm cho em. Đây, một đoạn dây điện cắm ở đúng cái chung này. Đấy, em sờ tay nó cũng được này. Đấy, để thu sóng em nhé. Đấy, đơn giản đấy thôi. Còn chơi điện thoại anh em lại chuyển về chế độ live. Nút này nhá, về chế độ live cho em. Cái tay em vừa vệ sinh loa nhìn nó hơi bẩn nữa. Anh em thấy hàng bãi làm ngoại vất vả không? Đấy, tay lúc nào cũng lem nhem rồi đấy, cũng được sạch sẽ đâu. Tiếng rất hay luôn này, bác nghe thì bác. Có đơn tiếc nỗi yêu thương đã nhạt nhòa, tình nhân vui bóng rừng sao nỡ vụt mất. Gieo bao nhiêu trái ngang cho mỗi duyên là. Nó lại quảng cáo các bạn. Công ty giấc mơ đậm đà. Nói chung là giá này thì trong phân khúc sinh viên, giá sinh viên thì anh em nào cũng có thể mua được. Anh người ơi, làm sao. Đấy, và giá em để ngày hôm nay chỉ có 880.000 thôi. 880.000 miễn phí ship toàn quốc cho anh em luôn. Tất nhiên là phải các đơn hàng các bác tin tưởng chuyển đủ. Còn anh em mới đến với trung kiện audio chưa tin tưởng, anh em cứ chuyển cọc em gửi hàng. Chuyển cọc trước 300 em gửi hàng. Tuy nhiên chuyển cọc thì em không miễn phí ship em nói luôn. Đấy, chuyển đủ miễn ship 880.000 đồng với giá này. Đấy, 880.000 đồng. Giá chưa kèm phụ kiện anh em chú ý nhá. Giá chưa kèm phụ kiện. Đấy, các bác có lấy thêm phụ kiện gì thì báo em. Đổi nguồn hay dây dắt thì báo em nhé. Hay là điều khiển nữa thì cũng báo em luôn. Dàn này nếu có điều khiển thì anh em sẽ khai thác được thêm một số chức năng phụ của dàn nữa. Đấy, vấn đề chính âm. Thế còn nếu như anh tôi không cần điều khiển thì thôi. 880.000 đấy. Về cắm điện 110 và 100V là chơi. Thêm một dây điện thoại nữa. Đây cắm cổng in này. Anh em chưa có dây, anh em mua dây. Mua lên bên em cũng được, mua ở đâu tùy anh em. Đối nguồn anh em có rồi thôi. Hoặc em có thể cắm ổn áp cũng được. Nếu chưa có, mua lên bên em cũng được, hoặc mua đâu thì mua. Đấy. Ok, xin cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video của Trung Kiện Audio. Mọi chi tiết đặt hàng các bác nhắn tin vào số Zalo 0975 575262. Rồi xin cảm ơn các bác. Xin chào các bác.